Vâng, với video tiếp theo thì bên em lại tiếp tục cập bến được một lô sản phẩm, đó là dòng loa để hát karaoke. Thương hiệu thì rất chi nổi tiếng, dòng Tubo Coven nhé các bác nhé. Dòng này thì nó được sở hữu một bát 25 và một tép kèn. Trong lô hàng của em về đợt này thì nó rơi vào khoảng 50 cặp nhé, rất chi nhiều. Thì sản phẩm này khi về thì nó là sản phẩm hàng bãi xịn và nguyên chất bãi. Bên em cũng cập bến thì cũng làm một đoạn video giới thiệu cho các bác. Và phía bên kia là anh em tháo ra để vệ sinh, tháo rời hết ra để vệ sinh sạch từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong. Khi các bác nhận hàng thì sẽ được ưng ý. Với những sản phẩm loa Tubo thương hiệu của Anh Quốc này, và cũng được sản xuất tại bên Trung Quốc. Đây em sẽ lau cái chữ này để mời các bác xem về cái thông số của dòng loa Tubo. Đây ạ, Tubo LT10. Công suất max của nó là, đây là dòng loa full nhé. Công suất đạt đến 300W, trở kháng 8 ohm. Và được sản xuất tại bên Trung Quốc là Made in China. Và được sản xuất theo công nghệ của Anh hết nhé các bác nhé. Này. Và những sản phẩm này đều được sản xuất năm 2013. Thùng gỗ sơn sần, cực chắc chắn nhé các bác nhé. Cực đẹp. Và đây là những chiếc bát đã được tháo rời ra. Những chiếc bát đã tháo ra để vệ sinh cho các bác. Đây là những chiếc trong lô hàng này của em về là nó có hai đời. Một đời là cái màng của nó là màng sơn chống ẩm, sơn chống nước, và một màng thường. Thì các bác thích loại màng nào thì bên em sẽ cung cấp cho các bác. Đây em sẽ quay cái nội tạng của sản phẩm loa Tubo, mời các bác chiêm ngưỡng nhé. Đây là cái quả tép của nó. Đây, tép đây. Đây là cái tép nhé. Bác tháo cái mảng phân tần ra cho. Để em quay về cho các bác xem. Có 4 con ốc ở phân tần đây. Đây là cái tép nhé. Tép của nó thì tép TPA nhé. Hàng xịn nhé. Tubo Coven Audio .com này. .co.ltd này. Đẹp, cực đẹp luôn nhé các bác nhé. Dòng này thì nó là dòng côn 44. Và được thiết kế cái học kèn của nó thì rất chi đẹp nhé các bác nhé. Và được lưới chống bụi cực mịn luôn. Cực mịn, lưới này nó giống lưới của dòng loa JBL này. Cực đẹp luôn. Lưới inox này. Nói chung cái tép của hãng TPA này thì chất âm của nó cũng rất chi là ngọt ngào. Và cái gáo của dòng tép TPA này đó là gáo nhôm nhé các bác nhé, chắc chắn là nhôm rồi. Đây là cái gáo đít này, đấy, cái gáo này bằng nhôm này các bác nhé. Đây em lại quay lại cái cổ bát trong khi chờ đợi cái mảng phân tần nó được tháo ra. Ui giời ơi. Cái củ bát này nó cũng là củ của TPA nhá. Có mã của nó là L10 300W nhá. Trở kháng 8 ohm. Đây là ký hiệu của hãng. Cổ từ này cổ từ 17, rất chi là to. Và cái côn của nó là côn 65. Côn 65. Rất chi là tuyệt vời nhá. Đâu phân tần ra chưa? Chưa ra, nó rất là nặng tay, tay, à? Tay to rồi. Phía trong kia là những cái củ bát cũng đã được tháo rời đây, bởi vì những cái thùng này, những cái thùng nó rất chi là bụi bẩn. Bên em cũng sẽ tắm rửa sạch sẽ đây. Và đây là cái loại màng thường nhé. Màng thường này là màng nó không có sơn chống nước. Thì các bác thích loại màng nào thì bên em sẽ cung cấp cho các bác. Đây em sẽ đi vào cái phân tần của nó. Cái phân tần của nó thì rất chia đẳng cấp. Phân tần này nó là phân tần hai lớp nha các bác nhé. Này các bác xem cuộn càn này. Cuộn càn phần bát, phần tép và những chiếc tụ Rolex nhé, tụ xịn nhé. Những dòng loa thường lắp được những cái tụ này thì thường dòng loa DMX hay những dòng loa cao cấp thì đều được sử dụng những tụ Rolex này. Và phía bên dưới cái mảng này nó có những con cuộn cản, những chiếc chở rất chỉ to nhé.
em sẽ quay trực tiếp cho các bác được xem về cái thiết kế cái mảng phân tần này. Và bông tiêu được phủ kín thùng nhá. Bông này gọi là bông giòn này. Trong quá trình sử dụng thì nó cũng hút bụi vào đây, nó chuyển sang màu vàng. Thùng nó cũng rất chi đẹp nhé. Bên anh em sẽ lau rửa sạch sẽ và sẽ tắm rửa những cái chiếc lưới này. Chiếc lưới này nó bẩn, bên em sẽ tắm rửa sạch sẽ cho các bác. Đấy, đây là mảng mặt sau nhé. Đây là chở đây, đằng trước là tủ này. Rất chi đẳng cấp nhá, khôn. Các bác cái này đấy cho các em chụp ảnh. Đây là những sản phẩm mà loa nguyên mộc nhá, sau bên em sẽ vệ sinh sạch sẽ cho các bác. Và các bác có nhu cầu về những sản phẩm loa tubo woven này thì các bác cứ liên hệ với Cao Trung Khoai, số điện thoại 0963101038 hoặc 0962355309. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và với những sản phẩm này thì bên em đang cung cấp tại cửa hàng là có giá vào 6 triệu nhé. Các bác có nhu cầu các bác cứ alo cho Cao Trung nhé. Và giờ đây bên em xin phép tạm dừng video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.